Theo luật lệ và theo phong tục tập quán của địa phương, đề thi các chúng ta trong một năm sẽ tổ chức 3 tuần lễ tuần tế. Trong đó cái tế thượng nguyên là tế vào rằm tháng riêng, tế trung nguyên là vào ngày 21 tháng 5, tế hạ nguyên là hôm nay. Hai đồng chí chúng ta chuẩn bị. Từ lòng lễ kính thần quốc tung bay. Thank you.
Thank you.
Woo!